Ra mắt MV Người Một Nắng, ca khúc nằm trong album Nghe Tiếng Đêm, một thông điệp mới về nỗi buồn trong tình yêu đã được ban nhạc Kho Quẹt gửi tới khán giả của mình. Thường thì chúng ta hay liên tưởng tới nỗi buồn thông qua hình ảnh mưa hoặc là nước mắt, nhưng Kho Quẹt muốn mang đến một góc nhìn mới, đó là phơi khô cảm xúc. Bài hát kể về một cô gái cô đơn, mỗi ngày mang nỗi nhớ thương ra phơi. Hình ảnh này gợi nhớ đến câu "sau cơn mưa trời lại sáng", gửi gắm hy vọng về những điều tươi sáng sau khó khăn. Hay ban nhạc Những Đứa Trẻ ra mắt single Một Lần Này Thôi, mở đường cho album tiếp theo. Bài hát này giống như một lời giới thiệu lại ban nhạc với khán giả với những sự thay đổi trong âm nhạc mà chúng mình đang thử nghiệm hướng tới, đồng thời cũng là một lời tâm sự và chia sẻ rằng hãy theo đuổi những điều mà mình mong muốn và có ý nghĩa với bản thân mình. Âm nhạc indie Việt Nam thời gian qua ghi nhận số lượng lớn sản phẩm ra mắt khán giả, từ những music video cho đến những album được đầu tư chỉn chu. Bên cạnh những cảm xúc tự nhiên và đam mê thuần khiết vốn là nét đặc trưng của các nghệ sĩ indie, thì điều này còn cho thấy các nghệ sĩ indie ngày càng mạnh tay với các dự án âm nhạc của mình. Với lần trở lại cùng album mới này thì ban nhạc muốn giới thiệu những bài hát với cá tính mới mẻ hơn. Thì album sẽ bao gồm 9 bài hát tới sự thử nghiệm với những âm thanh điện tử cho tới sự kết hợp với các nhạc cụ mộc của dàn nhạc. MV Người Một Nắng, ban đầu Kho Quẹt nghĩ sẽ chỉ ra audio thôi, nhưng mà những người bạn, những người anh em cảm thấy đồng điệu nên rủ nhau đi quay luôn. Kho Quẹt để mọi thứ tự nhiên, không phức tạp về các ý niệm gì sâu xa cả. Với Kho Quẹt thì sự rung cảm đôi khi đến từ những điều chân phương nhất. Nhưng ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong cùng thời điểm với nhiều nghệ sĩ khác, liệu có phải một quyết định mạo hiểm và áp lực? Với chúng mình không phải là một áp lực hay khó khăn gì. Điều này thì đang phản ánh sự đi lên và phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nói chung hoặc là nhóm các nghệ sĩ độc lập nói riêng, là khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Không chỉ góp phần giúp người yêu nhạc có thêm nhiều sự lựa chọn, mà sự trở lại chất lượng của nhiều nghệ sĩ indie còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng những người yêu nhạc indie trong thời gian tới.